Sau đây là top 5 những thứ mà học sinh rất là hay sai trong những kỳ thi tuyển sinh lớp 10, được không? Điều đầu tiên mình muốn nhắc các em đó chính là thiếu điều kiện nhá. Rồi, ví dụ như là những câu giải phương trình này, hệ phương trình này, hay là những câu liên quan đến điều kiện thì nhớ cho anh kẻ tế nhá. Khi phải có điều kiện, nhớ anh nhắc lại một lần nữa này, anh nhắc em là trong căn thì phải lớn bằng không, dưới mẫu thì phải khác không, còn vừa trong căn vừa dưới mẫu thì phải sao, thì phải lớn hơn khoảng không, đúng không em? Đó là những cái điều kiện. Ngoài ra thì còn điều kiện trong những bài viết nữa, nghe lạ phải không? Nhìn này, ví dụ m trừ một x bình, được không? Thì để cái này là một phương trình bậc hai thì mới có viết, tức là cái hệ số a này phải khác không, được không? Tức là m trừ một phải khác không, tức là m phải khác một. Đấy, thêm một điều kiện mà nữa cho anh kem nhớ. Rồi, và đó là những cái điều kiện trong những bài thi tuyển sinh 10. Mong em không sai nhớ. Nhớ đấy, phải có điều kiện trong mọi những cái bài nhớ. Rồi, điều thứ hai mà em muốn nhắc nhở đến các em, đó là các em rất hay thiếu đơn vị hay là không có đơn vị. Đó, thì đơn vị là một điều vô cùng quan trọng. Ví dụ, anh số 5 5 cái gì, em đâu biết đâu, đúng không? Ví dụ, 5 cái xe đi. Đấy, thì anh sẽ biết là đây là 5 cái xe, đúng không? Thì đơn vị là thứ rất là quan trọng. Anh muốn nhớ mạnh điều đó nhớ. Nhớ tất cả những cái biểu thức kiểu như là toán về thực tế hay là những cái bài toán cần đơn vị như cm, độ dài, thì nhớ cho đơn vị cho anh, các em nhớ. Rồi, nhớ những đơn vị, ví dụ như diện tích thì đơn vị sẽ là mét vuông, cm vuông, được không? Thể tích thì nó sẽ là cm mũ 3, được không? Đừng ghi nhầm các em nhớ. Rồi, cái điều tiếp theo mà các em hay sai đó chính là sai lỗi làm tròn. Ví dụ một điều như sau: làm tròn đến số thập phân thứ hai của cái số này, đơn vị là kéo nước, được không? Thì làm tròn đến số thập phân thứ hai, tức là sau hai dấu phẩy mình lấy hai số, được không? Ở đây có số 4, 6 thì mình chỉ xét cái số thứ ba này là số 4 thôi, được không? Nhớ quy tắc cho anh: lớn hơn bằng 5 thì tăng 1, còn bé hơn hẳn 5 thì mình giảm, được không? Ví dụ đây là số 4 thì mình làm tròn thì nó sẽ ra là 183,29 mà thôi, được không? Bỏ luôn số 6 đi cho anh, nhìn mỗi số thứ ba này thôi nhá. Rồi, đấy là đó làm tròn. Tiếp tục là làm tròn theo những cái toán thực tế, ví dụ như là múc sao cho đủ nước. Thì ví dụ ở đây có 183,29 gáo nước đi ha. Rồi, múc làm sao cho đủ nước thì múc bao nhiêu gáo? Thì đây mình phải làm tròn sao? Mình làm tròn lên. Nếu mà múc đủ thì phải làm tròn lên. Ví dụ ở đây mình sẽ phải làm tròn là 184 gáo nước, được không các em? Nghĩa là mình múc đủ, mình múc 183 gáo vẫn chưa đủ, vẫn thiếu như đây nước nữa. Đấy, thì mình phải múc 184 gáo nước cho một cái thể tích như đây, được không? Còn nếu mà múc không để tràn thì mình chỉ làm tròn là 183 gáo thôi, được không? Để cho nó không bị tràn ra. Đấy, điều cuối cùng đó chính là thiếu ngoặc, được không? Thì ví dụ như một cái biểu thức như sau, mình rút gọn nhá. Thì đầu tiên mình phải xác định điều kiện, đúng không? Điều kiện là dưới mẫu phải khác 1, đúng không? Điều kiện là x khác 1, dưới mẫu khác 0 nữa, được không? Giờ ở đây thì mình quy đồng xong rồi, bây giờ mình gom lại với nhau. Thì đừng có ghi như sau các em nhá. Bằng này, 1 trừ x trừ 3 chia cho x trừ 1. Đừng bao giờ ghi này cho anh, được không? Nhớ, đúng không? Phải nhớ. Nhớ, nếu mà chúng ta quy đồng như này, nhớ có ngoặc vào cho anh nhớ. Làm từ 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 bước 1, và nó sẽ bằng như là 1 trừ x, thì đây mình phá ngoặc phải đổi dấu, được không? Trừ x và cộng cho 3 chia cho x trừ 1, được không? Tiếp tục là đừng đến đây mà bỏ gạch cái này đi nhá, được không? Đang có dấu cộng đừng có gạch nhớ. Đấy, một số những lưu ý thôi. Rồi, và cuối cùng là đó chính là thiếu cái phần quan trọng nhất trong mọi kỳ thi, đó là thiếu tự tin, được không? Các phải nhớ rằng nếu mà các em chưa đủ kiến thức thì chắc chắn là các em sẽ thiếu tự tin. Vậy nên thì hãy trang bị cho mình đầy đủ kiến thức một cách cụ thể và chi tiết các em nhé. Rồi, và nếu mà chúng ta mà vẫn còn rất là lo lắng thì đừng lo, đấy không phải câu trả lời của anh. Thì lo lắng cũng là một chuyện rất là bình thường và cơ bản thôi, tại vì phải lo lắng thì con người ta mới biết à, đây là một cuộc thi quan trọng, phải tập trung vào nó nhá. Vậy thì đừng có cố gắng theo đuổi một trạng thái gọi là yên bình hay là tập trung hay là giảm thiểu bộ lo lắng.
hãy cứ để cho nó xả ra một cách tự nhiên. Quan trọng là cơ thể các em phải rất là tỉnh táo trong những lúc thi cử, được không? Vậy nên thì hãy đi ngủ sớm đi. Và giờ còn ôn á, thì hãy ôn lại những thứ mình đã học thôi, ôn lại đề thôi, chứ đừng có giải thêm hay là học thêm bất kỳ thứ gì khác nữa. Kể bây giờ các em hiểu một điều á, là chúng ta học thì đã học qua hết 9 năm rồi, được không? Kiến thức thì chúng ta tích tụ qua 9 năm, chứ không thể nào 1-2 đêm mà có thể cố gắng đạt điểm cao ngay tức khắc được, được không? Vậy thì anh nói đến đây không có nghĩa là các em nếu mà chưa chắc kiến thức thì tất nhiên vẫn phải học rồi, nhưng hãy cố gắng giữ cho mình một trạng thái có tỉnh táo và thực sự là tốt nhá. Nếu các em bây giờ mà chưa ngủ được thì có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi thôi, nằm thôi, đơn giản chỉ là nằm và nhắm mắt lại thôi các em nhá, kể cả không cần ngủ luôn. Đó là trạng thái nghỉ ngơi và quan trọng của mỗi con người. Rồi, clip này sẽ kết thúc ở đây. Chúc các em một kỳ thi thật là tốt, cũng như là mang được số điểm thật là đúng kỳ vọng của mình nhá. Và rồi, đừng quên nếu mà thi xong hãy comment ngay cái điểm số của em ở trong cái video này. Anh chờ đấy, anh chờ đấy, anh tin các em sẽ làm được. Đừng không lo lắng nhé. Hãy lo lắng đi, tại vì điều đó tốt cho các em nhá.